Tên bạn là gì? Watashi wa Sato desu. Tôi là Sato. Tên bạn là gì? Watashi wa Gwen desu. Tôi là Nguyễn. Anata wa Gwen-san desu ka? Bạn là Nguyễn phải không? Hai, Gwen desu. Vâng, là Nguyễn. Anata wa Gwen-san desu ka? Bạn là Nguyễn phải không? Hai, watashi wa Gwen desu. Vâng, tôi là Nguyễn. Anata wa Ain-san desu ka? Bạn là anh phải không? Hai, Ain desu. Vâng, là anh. Anata wa Ain-san desu ka? Bạn là anh phải không? Hai, watashi wa Ain desu. Vâng, tôi là anh. Ano hito wa dare desu ka? Người kia là ai vậy? Ano hito wa Ain-san desu. Người kia là chị anh. Ano hito wa dare desu ka? Người kia là ai vậy? Ano hito wa Gwen-san desu. Người kia là anh Nguyễn. Ano kata wa donata desu ka? Vị kia là vị nào vậy? Ano kata wa sensei desu. Vị kia là thầy giáo. Ano kata wa donata desu ka? Vị kia là vị nào vậy? Ano kata wa sachou desu. Vị kia là giám đốc. Anata wa Vietnamjin desu ka? Bạn là người Việt Nam phải không? Hai, Vietnamjin desu. Vâng, là người Việt Nam. Anata wa Vietnamjin desu ka? Bạn là người Việt Nam phải không? Hai, watashi wa Vietnamjin desu. Vâng, tôi là người Việt Nam. Anata wa Chugokujin desu ka? Bạn là người Trung Quốc phải không? Iie, Chugokujin ja arimasen. Không, không phải người Trung Quốc. Anata wa Chugokujin desu ka? Bạn là người Trung Quốc phải không? Iie, watashi wa Chugokujin ja arimasen. Không, tôi không phải người Trung Quốc. Anata wa ryugakusei desu ka? Bạn là du học sinh phải không? Hai, ryugakusei desu. Vâng, là du học sinh. Anata wa ryugakusei desu ka? Bạn là du học sinh phải không? Iie, ryugakusei ja arimasen. Không, không phải là du học sinh. Anata wa kaishain desu ka? Bạn là nhân viên công ty phải không? Hai, kaishain desu. Vâng, là nhân viên công ty. Anata wa kaishain desu ka? Bạn là nhân viên công ty phải không? Iie, kaishain ja arimasen. Không, không phải là nhân viên công ty. Anata wa ABC no jisshūsei desu ka? Bạn là thực tập sinh của công ty ABC phải không? Hai, ABC no jisshūsei desu. Vâng, là thực tập sinh của công ty ABC. Anata wa ABC no jisshūsei desu ka? Bạn là thực tập sinh của công ty ABC phải không? Iie, ABC no jisshūsei ja arimasen. Không, không phải là thực tập sinh của công ty ABC. Anata mo Vietnamjin desu ka? Bạn cũng là người Việt Nam phải không? Hai, watashi mo Vietnamjin desu. Vâng, tôi cũng là người Việt Nam. Anata mo Vietnamjin desu ka? Bạn cũng là người Việt Nam phải không? Hai, Vietnamjin desu. Vâng, là người Việt Nam. Anata mo jisshūsei desu ka? Bạn cũng là thực tập sinh phải không? Hai, watashi mo jisshūsei desu. Vâng, tôi cũng là thực tập sinh. Anata mo jisshūsei desu ka? Bạn cũng là thực tập sinh phải không? Iie, ryugakusei desu. Không, là du học sinh. Gwen-san wa 21 sai desu ka? Anh Nguyễn 21 tuổi phải không? Hai, 21 sai desu. Vâng, 21 tuổi. Gwen-san wa 21 sai desu ka? Anh Nguyễn 21 tuổi phải không? Ie, 21 歳じゃありません. Không, không phải 21 tuổi. 何歳ですか? Bạn bao nhiêu tuổi? 20歳です. 20 tuổi. 何歳ですか? Bạn bao nhiêu tuổi? 23歳です. 23 tuổi. おいくつですか? Anh chị bao nhiêu tuổi? 19歳です. 19 tuổi. おいくつですか? Anh chị bao nhiêu tuổi? 30歳です. 30 tuổi. 名前は? Tên bạn là gì? 私は佐藤です. Tôi là Sato. 名前は? Tên bạn là gì? 私はグエンです. Tôi là Nguyễn. あなたはグエンさん? Bạn là Nguyễn phải không? はい、グエンです. Vâng, là Nguyễn. あなたはグエンさん? Bạn là Nguyễn phải không? はい、私はグエンです. Vâng, tôi là Nguyễn. 君はアインさん? Bạn là Anh phải không? はい、アインです. Vâng, là anh. 君はアインさん? Bạn là Anh phải không? はい、私はアインです. Vâng, tôi là anh. あの人は誰? Người kia là ai vậy? あの人はアインさんです. Người kia là chị Anh. あの人は誰? Người kia là ai vậy? あの人はグエンさんです. Người kia là anh Nguyễn. あの方はどなた? Vị kia là vị nào vậy? あの方は先生です. Vị kia là thầy giáo. あの方はどなた? Vị kia là vị nào vậy? あの方は社長です. Vị kia là giám đốc. あなたはベトナム人? Bạn là người Việt Nam phải không? はい、ベトナム人です. Vâng, là người Việt Nam. あなたはベトナム人? Bạn là người Việt Nam phải không? はい、私はベトナム人です. Vâng, tôi là người Việt Nam. あなたは中国人? Bạn là người Trung Quốc phải không? いいえ、中国人じゃありません. Không, không phải người Trung Quốc. あなたは中国人? Bạn là người Trung Quốc phải không? いいえ、私は中国人じゃありません. Không, tôi không phải người Trung Quốc. 君は留学生? Bạn là du học sinh phải không? はい、留学生です. Vâng, là du học sinh. 君は留学生? Bạn là du học sinh phải không? いいえ、留学生じゃありません. Không, không phải là du học sinh. あなたは会社員? Bạn là nhân viên công ty phải không? はい、会社員です. Vâng, là nhân viên công ty. あなたは会社員? Bạn là nhân viên công ty phải không? いいえ、会社員じゃありません. Không, không phải là nhân viên công ty. 君は ABC の実習生? Bạn là thực tập sinh của công ty ABC phải không? はい、ABC の実習生です. Vâng, là thực tập sinh của công ty ABC. 君は ABC の実習生? Bạn là thực tập sinh của công ty ABC phải không? いいえ、ABC の実習生じゃありません. Không, không phải là thực tập sinh của công ty ABC. あなたもベトナム人? Bạn cũng là người Việt Nam phải không? はい、私もベトナム人です. Vâng, tôi cũng là người Việt Nam. あなたもベトナム人? Bạn cũng là người Việt Nam phải không? はい、ベトナム人です. Vâng, là người Việt Nam. あなたも実習生? Bạn cũng là thực tập sinh phải không? Hai, watashi mo jisshūsei desu. Vâng, tôi cũng là thực tập sinh. Anata mo jisshūsei? Bạn cũng là thực tập sinh phải không? Iie, ryūgakusei desu. Không, là du học sinh. Guen-san wa 21 sai? Anh Nguyễn 21 tuổi phải không? Hai, 21 sai desu. Vâng, 21 tuổi. Guen-san wa 21 sai? Anh Nguyễn 21 tuổi phải không? Iie, 21 sai ja arimasen. Không, không phải 21 tuổi. Nan sai? Bạn bao nhiêu tuổi? 20 desu. 20 tuổi. Nan sai? Bạn bao nhiêu tuổi? 23 sai desu. 23 tuổi. Ikutsu? Anh chị bao nhiêu tuổi? 19 sai desu. 19 tuổi. Ikutsu? Anh chị bao nhiêu tuổi? 30 sai desu. 30 tuổi.